Tuần qua tại cảng quốc phòng quân khu 7 thành phố Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tiếp tục tổ chức tiếp nhận tàu Hải đội dân quân thường trực đợt 1 giai đoạn 1 2019-2022. Trong đợt này, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp nhận 3 tàu đóng mới của nhà máy Z173, X46 Bộ Quốc phòng để đưa vào khai thác sử dụng cho Hải đội dân quân thường trực. Phát biểu tại lễ bàn giao và nhận tàu, Đại tá Phạm Kinh Kha, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết, sau khi tiếp nhận tàu, Hải đội dân quân thường trực sẽ nhanh chóng ổn định tổ chức, huấn luyện bổ sung về chuyên môn nghiệp vụ để sử dụng tàu hiệu quả, bảo đảm khai thác hải sản an toàn, phát triển kinh tế. Đồng thời, Hải đội phối hợp với các lực lượng chức năng nắm tình hình, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình trên biển, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, tham gia phòng thủ dân sự, cứu hộ cứu nạn, vận tải, tiếp tế trên biển và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.